không mà. Đặt khuyên. Được. Không biết mà đang quá. Yeah. Mày đẹp lơ lửng. Let's go. Oh shit, I'm lag. Mình lag nữa. Mình lag rồi. Mình lag rồi. Ok, rồi vô rồi, đi. Let's go. Này, mic của mày to đấy. Ủa, ta lầm được cái đèn này. Ui. Ta lầm được beam. Ok, flash. Cái beacon này. This cool. Oh no, I would. Oh. What? Toy remote này. À, ấn gô nó sẽ tạo ra cái con. Hello. Con này nó làm gì mình không? Không, nó làm gì, nó chỉ gây rắc rối với mày thôi. Kiểu tạo tiếng thôi. Mày ơi. Vô mày đó, để nhấp ngán mày đi. Thôi tao bị lag rồi. Some reason. Rồi, giờ tao bị lag rồi. Mày đâu rồi, tao không thấy mày. Đừng bỏ tao đi. Nè, tao mở cửa rồi mày. Tao vừa mở cửa mày. Tao mở cửa lại đi. Quay lưng là không muốn quay được. Tại sao tao lại nhấn cái đó? Mà nữa kìa. Tốc độ. Nấp đi. Let's go. Ủa? Nó chưa tới mà. Tao tưởng. Tại tự nhiên mày kêu nấp đi, xong cái tao nấp cái mày. Nhưng mà tối om mà tao chả thấy gì hết. Bác làm sao mò được tới cái đèn xanh lá này. Ok. Qua rồi, tao thấy mày không? Ok. Có hai cái cửa. Mình hỏi nha, từ. Có hai cái cửa ấy. Nghe đi. Có tiếng này nè. Có con gì kêu nào? Thôi rồi, đi hẳn đi. Đi xuống dưới đi. Hello. Oh. Ủa? What the? Tao nghe tiếng kêu mà. Ủa? Hình như không phải. Không phải đâu. Ủa về cửa này. Về cửa này. Ơ? Mày bịp tao anh em. Ủa? Không, thực sự là. Ê, có đèn pin này. Ê, tao lộng được cả cái flash luôn là. Đẹp rồi. Ủa hay đấy, không. Mày mua hồi phục đi, tao sẽ chụp trước. Tao lập được pin. Tao lập được hai cục pin. Ok, let's go. Có nữa hả? Hả đâu? Đúng không? Tối quá. À. Ôi, con kia. Tao lập được cái con nè. Sao nhìn mày lag vậy? You look lucky as fuck, man. Nó mới. Tao sắp chết rồi. Chờ nó đang được. Nữa hả? Mày đâu rồi nè?
bay màu ơi. Hả? Let's go. Đi kiếm content à? Content. Một phi đẹp. Let's go. Nothing. Ok. Tốc độ. Tao cầm được cái đèn này. Tao làm được cái đèn. Cái lantern này. Cái đèn đó ok. Tìm thẻ hả? Gì đây? Cái này lấy vậy? Không biết. Ủa? Tao bị lấy đi rồi. Có thằng nào chết ở đây này. Ấy, cái tài liệu này bị lấy là sao? Oh, it's my wife, it's beautiful wife, my beautiful wife này. She missing her skin. Thôi đi mày ơi, ở đây ghê quá. Ôi mày, tại nãy có ai lấy cái tài liệu là sao ta? Mày nhỏ. Sebastian đấy à? Sebastian đấy. Đấy à? Mày nhỏ. Đi nữa mình có thể mình ra ngoài lo bài, mình đọc cũng được mà, mình đọc tài liệu được mà. Ủa? Đó, cái đúc của mình đó, cái đúc của mình đó nó ở bên ngoài lo bài. Ê, lên tận nữa nè, ơi nam, lên tận nè. Ngon. Ôi, đồ ngon nha. Chắc mình đi hai người, đi. Để không sợ giờ tối. Đâu? Ok. Không biết đâu. Tinker Boy. Đấy, ta làm được mấy kit nè. Ta làm được mấy kit. Tùy mày thôi. Tùy mày. Đồ ngon đấy nhỉ. Giờ đi nữa. Đủ ma. Ê, đây. Tao qua bên cũ này. Má đứng gần mình. Vô. Ok. Let's go. Đèn nó sáng đấy. Không sợ vậy đó. Yeah, boy. Giờ mình có hai cái đèn là cái đèn này dùng lâu dài. Một đứa nó cứ dùng chứ. Bắt được. Đứa dùng thôi là xoay cả map rồi. Kì vậy? Tối hôm mà. Mày bơi, mày bơi. Đèn chết tao tưởng con kia. Đây thử xem. Ôi, ở đây có hai cửa này. Từ từ. Mày nghe đi, uy tín cho tao. Ok. Ngon. Ơ? Ủa? Ai không có bị lag nữa rồi. Ai không có lag nữa rồi. Thôi bây giờ này lặn này. Dạ. Đi. Xuống thôi. Tao sẽ đi theo mày. Tao biết giờ đó. Yes, follow me. Follow my lead. Ủa, có đèn pin nữa. Đâu. Đâu. Ở đâu? Đúng. Đủ ngon đấy. Vô. Ủa? Dưới này mình gặp được con kia mà đúng không? Cứ đi hẳn đi. Ủa? Sao cái rên này lần đầu gặp nha? Tao không biết vậy. Ở đâu? Bảo vậy? Đi. Nhìn 2 giờ. Ủa, nữa rồi. Vô tủ đi. Mày vô cái tủ trước đi. Đó. Đó hả? Là
bài lặn rồi. Đâu, một bài lặn. Một bài lặn. Bài lặn à? Hai cửa. Từ từ. Hai cửa mày ơi. Tối quá tao chả thấy gì hết. Có hai cửa. Hai cửa. Để tao nghe, để tao nghe, để tao nghe. Để tao nghe. Tai thính, tai thính. Chào lòng. Tưởng sang dùng cửa tí đi. Đâu gì hết. Đâu gì hết. Ồ, giờ này mày rơi là mày chết à. Ủa là sao? Một người đi hả? Đi đi đi. Ừ đi đi bình thường thôi. À, từ từ. Mày có bi. What the fuck? Cái gì này? Em nhé. Mua gì hết? Không biết. À. Ờ, nói lại, nói. Cái tí gì vậy? Sao không biết? Vậy là mình cứ đi đi. Đủ hết à? Này nhiều đồ đấy. Mình có sếp mua ơi nữa kìa. Oh shit. Tao vô rồi, tao vô. Đợi nó đến gần rồi mình vô tủ. Nghe tiếng nó. Vô. Okay, let's go. Easy. Mình dễ quá. Nó chỉ dễ khi chúng ta biết hết mọi thứ. Này mày như mới lần thứ ba tao chơi. Này mới lần thứ 3. Let's go đi. Ô, có phòng này, phòng mới này. À. Mày gặp mấy lần mà. Mày vô mày. Mày đâu rồi? Mày đâu rồi? Nam ơi, mày đâu rồi? Tí nữa ta sẽ spoil một chút. Đây là, có thể là mày sẽ gặp có một cái con quái đặc biệt trong phòng á. Có thể sẽ tiếp cận với nó. Và mày cần phải phản ứng rất là nhanh. À, còn là đang em biết. Tao thấy con nó hiếm lắm. Còn nó hiếm cực. Cái con mà bữa nó dí tao mua tủ lẩu gì á. Hiếm không? Con cũng hiếm. Con đó cũng hiếm. À, con đó tự nhiên gặp với lại con kia chứ. Cái con mà dí mình tắt đèn á. Tự nhiên gặp à, nó hơi jump scary nhỉ. Ơi, tao làm được đàn biến á. Ơi, bắt bát mẹ. Ơi, đèn pin nữa nè. Nam. Yeah. What? Yes sir. Nhưng đèn pin này nó không lâu bằng cái lantern lâu hơn. Ồ, sao không? Có được mày đấy. Có một cái tủ hả? Sao có tủ vậy? Mày qua về phòng cũ ấy. Mày nắp đi. Vô đi nắp đi, tao nắp rồi. Mày cũng sống nhá. Tao vẫn sống chứ. Tất nhiên tao sống dài lắm. Ok. Free Fire sống dài là điện thoại. Mày có Free Fire ở trong máy tính của mày không? Hãy tải Liên Fire về. Chúng ta sẽ hành những chú bé. Cộng những chú bé ở trong. À, cộng một nhà tài trợ đấy. Đây hai cửa mày ơi. Tai mày đâu? Tao cần tai. Có hai cửa. Đợi chút xíu. Ê, trong này có con gì nè. Thấy không? Thấy. Ủa mắt vàng là sao? Ôi, không biết có mắt vàng là như nào kìa. Mày? Hay là thử chui vô được coi có chết không mày? Có nên thử không? Hay mày chui vô đi. Bây giờ
Tao thấy chưa? Mày tao một trong hai thằng lên chưa vô để lấy content mày ơi. Rồi tao vô nha. Tao vô nha. Bây giờ tao vô, nếu mày chết tao sẽ đi tiếp. Còn nếu như mày không chết thì tao sẽ kéo mày ra. Ok chứ. Cứu. Chết rồi. Vô đi, vô đi. Nam, ủa? Mày... Tao sẽ kéo mày ra. Kéo đi, tao sắp chết rồi. Nó vẫn dài à, ôi trời, nó cũng như con mắt tím à. Còn lạnh quá à. Ôi mẹ. Nó giống nó giống con mắt tím à. Mày vừa mày bị lát xong cái mày vừa bay ra khỏi mặt mày đang lát đi nghe tiếng đây nó mày đang lơ lửng chứ không phải mày đang đi luôn ớ ớ ớ chiếm tủ mày đấy tao không có tủ rồi mày chưa vô tủ đi chưa vô tủ đi. Còn sống chưa? Còn sống không? Không. Tao không biết nhưng tao đang bị lag. Mày đang lên lần. Mày biết mày đâu? Ok, lấy đi. Nhưng mà tao chết rồi. Tao chết ở trong cái phần góc ấy, cái góc ấy. Đó bóng. Rồi tao, tao nhận được cái câu Preacher nè. Yes, keep going. Keep going, keep going. Cái gì đấy? Event à? Bạn cứ khẩu súng rồi. Cái này thì đây là sao? Đúng rồi, chú lỗ chó đi. Chú lỗ chó. Mày cứ mò đi, mò xem. Mò thử đi. Để lâu ra được mới. Cái gì anh? Mày chết rồi đó. Rồi, pin, pin. Để tao qua, không cần thiết. Không có bằng ảnh, không có, là không có. Nó lúc kia đẹp mấy. Thôi tôi biết vậy đó. Ờ
Ủa? Ở đây có. Cái tiếng gì vậy anh?